hàng xóm mới của tôi đấy. Tôi đang tính tặng anh ta quà mừng tân gia gì đó thật chu đáo, để anh ta xơi tôi. Đúng là ngày đẹp trời để tập chạy. Anh ta nghĩ gì vậy chứ? Mông tôi có lớp váy trông không ngon à? Trong không khí hiện tại, tôi thấy không tiện bình luận về cơ thể cô. Braden, căng như mặt trống, vỗ vào là nảy tương tự. Thôi kệ anh ta, hôm nay tôi sẽ trở thành cộng sự cao cấp. Tin chính: một người trong phòng này sắp được thăng làm cộng sự cao cấp tại hãng quản lý toàn cầu Summit. Cú ném đó dành cho Eddie cơ. Tôi phát ngán câu lạc bộ đàn ông này. Cứ thử xem, tôi sẽ thủ tiêu vào ngụy trang thành tai nạn. Quản lý của đại lý à? Không, là mẹ tôi đấy. Họ nói tớ khó gần với đàn ông. Tớ đã thuê một bà đồng. Cậu tìm bà ta từ đâu thế? Facebook. Tôi có thể giúp cô làm chút trà nhé. Vị dị quá, chỉ là trà nhài thôi. Nếu không tính chỗ cỏ, nấm và cần sa. Tôi thấy rất lạ sau chuyện tối qua. Ừ, đấy là hậu quả khi Tequila gặp gỡ nỗi tuyệt vọng. Đừng có nói thế. Ôi mẹ ơi, cô nghe được suy nghĩ của tôi. Tôi nghe được suy nghĩ của anh. Thứ trà đó gây hại cho tôi. Nó khiến cô mất trí. Không, nó khiến tôi có năng lực ngoại cảm. Cô nghe được tôi đang nghĩ gì ư? Không, chỉ đàn ông thôi. Cô có thể tận dụng điều đó mà. Đúng thật. $2,000. Mình sẽ chơi đẹp đám này. Món bánh ngon quá. Mình sẽ giữ đông tinh trùng và có mấy viên đá trẻ sơ sinh. Đánh đẹp lắm, nhìn anh kìa. Cố gây ấn tượng với các cô nàng. Sao cũng được, sao phải phí công với cô ta khi em đang ở đây chứ? Tuyệt. Sao cô ấy luôn nhắm mắt, mình xấu lắm sao? Đón xem bộ phim Điều đàn ông muốn trên kênh HBO. Thưởng thức kênh phim truyện hàng đầu thế giới HBO trên các hạ tầng SCTV, MyTV, K+, FPT, Mobile TV, VTC Digital, HTVC, các ứng dụng Internet OTT, FPT Play,